Bây giờ mình sẽ đi vào cái tiệm này và mình ăn buffet. Còn quầy này là súp mọi người ơi. Súp nha, súp vừa bóc nè, rồi cá chim nè, rocket nè mọi người. Wow, rocket mới ăn hôm qua. Hải đảo chiên. Ở này chuối, tôm, mực. Ý, mình sẽ ăn thử cái mực này cho nó làm như thế nào nha mọi người. Khi nào ngon nữa thì quay lại ăn. Rồi đây mình quay tiếp cái quầy này các bạn. Quầy này là cá mực, có con cá gì nữa, cá đuối, cá lưỡi trâu. Cái này gì đây không biết, cái này cái gì luôn. Gà, thịt heo. Ừ, thịt heo này ăn thử coi làm ngon không? Có thịt gà chứ. Mình sẽ lấy thử một miếng nè. Để thử một miếng coi xem sao nha. Ồ, cái này có thịt cá. Có cá nữa đâu bạn, cá hồi. Cá hồi trứng hồi chín các bạn ơi. Cái này là thịt mua chi luôn. Tôm chi luôn. Con tôm này xem sao. Tôm này nó có cuộn thịt mọi người. Có bánh bao nè. Rồi đây khoai lang nướng. Khoai lang nướng các bạn. Ồ, cua. Cua họ làm gì ngon quá ha. Nó ăn thử miếng đi. Rồi ok, vô. Bánh này xíu nữa mình lấy bánh này đó. Rồi còn gì nữa không? Quay này quay điểm sống mọi người. Giờ mình sẽ lấy con tiếp nhận. Đi chơi tại Đức Kim Minh hay luôn đó. Đúng vậy, ở bên Mỹ á, mình muốn đi đâu á, mình muốn đi đâu á là mình phải hẹn trước nha mọi người, tại vì nhiều khi á, người ta không có rảnh, tại mỗi người có một công việc khác nhau á. Nhưng mà tại vì Kim Minh là mẹ bỉm sữa cho nên chỉ ở nhà thôi và ít đi đâu. Thì biết là Kim Minh rảnh đó nên chị mới dám hẹn đó, chứ không rồi là chị đâu dám. Này các bạn, hai chị em mình cưa cái này, hai chị em mình cưa cái này. À. Ok, để xếp vào đây. Vòng 2, mình đã đi lấy đồ vòng 2 nha mọi người. Mình bón không? Cái này là mình mới đi lấy tập 2 nè các bạn. Và đây nè. Nè, quá trời món luôn mọi người. Yeah. Máy của em mới đưa lên mới thấy được. Yeah yeah. Đó, các bạn thấy không? Quá trời. Sushi nè. Sushi thịt đó. Wow. Vô đây ăn tha hồ ăn nha mọi người. Đây, hai chị em mình ăn. Ăn xong là về đây em. À, đúng rồi đó, ăn xong rồi đây. Sao em không quay cho nó xuống một chút xíu đó? Nhìn nó xuống thì nó thấy cái này không, thấy mặt mình. Nó một chút thôi, nó nhìn thấy phía trên trần nhà nhiều quá. Ờ. Rồi. Rồi. Lấy cái dĩa này qua để đựng cua. Hồi nãy ham ăn quá, đứt cả tay luôn mọi người. Ham ăn cua. Chị biết không? Cua mọi kẹt. Người biết không? Cua mà ngay cái phần cái mai cua phía dưới mà nó có mấy cái sới sọc á, chị cầm gì nè các bạn, chị xé gì nè các bạn. Xé gì là chẳng khác nào giống như đưa tay vô cái dao mà cứa vậy đó. Rồi ngày hôm nay mình sẽ ăn crawfish tiếp nha mọi người. Ăn cho mày ho luôn. Mới hết ho. Vậy ăn cho chừng ho nào luôn. Ho là chịu chị á. Vẫn đi ăn tốn tiền mà còn phải còn bị mắc vốn nữa. Cái ngon đúng không? Cái con này ở đây nó làm ăn vừa ăn ngon. Ủa hồi nãy chị có lấy cái này không? Có, chị lấy vòng 2 đó. À. Thích ăn con nữa. Con này á các bạn, ở bên Việt Nam nó gọi là con sò lụa hay gì á. Nè các bạn, coi cái da đúng này. Sò lụa hay gì á. Em nhớ chứ chị nhớ hoài không ra nữa. Con sò lụa nè các bạn thấy không? Đó. Bây giờ em sẽ tập ăn crawfish để em biết đường em lột. Bỏ cái đầu. Bỏ cái đầu rồi làm như thế nào đó để ăn cho nó
cho nó chuyên nghiệp. Em biết sao? Em để một cái đĩa bên này nè, em cái em không có với qua, em với qua cái nó che hết nữa camera của em luôn. Đó, em để cái đĩa bên đây. Để cho em để cái con mà nó không ăn nữa đó. Ý, nó chạy dưới đất rồi. Không sao, không sao. Đó, em để đồ ăn đó, cái em không với qua, em với qua em che hết nữa cái đó, em che hết cái nửa quay phim của em rồi. Các bạn, mới xương móng đẹp quá trời. Hồi nãy không biết em có quay không đó. Ừ đúng rồi, hồi nãy em không có quay nè các bạn. Đó, mới được làm bộ móng tay mới nè, đẹp không các bạn. Chị Mai Vũ làm cho mình đó. Trước cái lúc đi đến đây nè. Cái chị là chim. Vừa ra chim mà cái vừa làm cho mình luôn. Mọi người mà muốn coi cái clip mà làm móng tay á, đi qua bên cái livestream của Mai Vũ, cuộc sống Mỹ Mai Vũ. Đó, là các bạn sẽ thấy. Làm nhanh lắm mọi người. Chút xíu à, 5 phút. Đó, mình gỡ là được rồi nè. Trời, gỡ vô này ăn sao kịp với người ta trời. Ừ, đúng không? Ăn cái này. Bứt cái đầu ăn. Nó dính cái phần này lại rồi. Ừ, tươi, không nhận tươi. Một con coi. Tươi chị. Mặc dù mình không có thích ăn cái con này nhưng mà mình sẽ ăn thử nó nha. Tại vì mình chỉ có cái cảm giác như là ăn cái con này nó giống như ăn con tôm khô á Kim Minh. Dạ. Nhưng chị không có thích cái mùi con tôm khô. Anh thấy nó cũng ngon mà. Ngon. Ở trong đây làm ngon lắm. Ngon. Trong đây em thấy nó làm ngon. Nó làm không có mặn đúng không? Đúng rồi, vừa ăn mà nó hậu có nhiều tươi, chỗ, ngọt, ngọt, nhiều ngọt. Chỗ nó sợ mình ăn nhiều nó làm mặn để cho mình ăn ít lại. Ít lại. Trong đây nó làm vừa ăn ngon. Đó, hay á. Em gỡ sao nó không ra. Chắc chị nghĩ em bứt cái đuôi thôi anh luôn. Thì em bứt cái đuôi luôn nè. Mà bứt đuôi cái nó đứt luôn à. Đó nè. Ăn chưa có chuyện này mà bỏ hết rồi. Ừ. Nó to quá mà bỏ hết trơn hả chị ha. Ừ. Với phần ở trên nó cũng không có gì á. Đúng rồi. Có cái phần càng mà nó bự á thì mình gặm được cái khúc này các bạn. Gặm được cái càng chỗ này. Mà tính ra nó nhỏ hả mọi người. Nhỏ. Ừ. Nhỏ hơn cái đợt rồi em mua á chị. Đợt rồi em mua trong chợ á 7 đồng một phao. Như em cũng có cái clip mới ăn phải không? Ờ cái clip mới ăn hồi tối hôm qua. Chưa coi. Em mới ăn hồi tối hôm qua mọi người. Cái clip đó em ăn ở bên nhà bạn đó. Ổng mua về hai cái bóp sồ luôn. Rồi cái ổng đem ra đãi cho ăn. Thiệt luôn á. Tức mình ghê. Em xé nó không có bể. Em về nè Minh, để chị thử coi. Em xé cho nó không bể. Nó ra cái này xong rồi. Em cầm em cắn nó rồi em bẻ như vậy nè Minh. Nè, lúc bẻ cho cái nó ra nè. Bẻ thử đi. Để cái gì hả? Uh-huh. Đó. Ô nó ra nè các bạn. Được không? Được không? Được rồi nè các bạn. Được rồi nè. Ây da. Em bị đứt rồi. Đứt rồi. Ô con này nó chết. Chết được không? Bở quá. Bở đẹp à. Em biết nó làm bằng cái gì mà nó béo béo ngon vậy đó. Đúng không? Ngon không? Ừ. Trộn phô mai vô á. Dạ. Nó nướng. Khi chị up lên Facebook á, cái YouTube á, cái nó sẽ báo là có nhà bản quyền. Ờ. Nó nói mình muốn tắt không ạ? Ờ, nó hỏi mình muốn tắt hay không, mình bấm ok, tắt thì nó tắt ra. Ô vậy luôn. Ừ. Một là tắt, hai là xóa video nó bỏ. Hoặc là tới có nhiều video mà nó không cho mình nữa thì mình phải trả tiền, giống như là mình chia tiền đó. Nhưng mà nó chờ em up xong rồi nó mới báo chứ đâu phải. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nó chờ mình up xong nó mới báo. Báo email hả? À, gửi thư về nó báo hay nó báo? Gửi thư về nó báo rồi nó báo trên cái video luôn. Ồ. Đấy. Nó có hiện nút đỏ lên luôn. Ồ vậy hả? Nhưng mà chị coi trên laptop mới thấy nha. Dạ.
Wow, cái này nó làm từ khu thuyền nó xung quanh nó có cả gạch nữa này, gạch nó còn y nguyên này. Không mà nó tách ra không, nó gỡ thịt nó bỏ vô lại. Hay quá à. Cho nên chị ăn cái này đỡ phải gỡ. Yeah, chị đâu biết đâu chị tính nó bột. No rồi á. No rồi à. Em nãy giờ em khôn lắm, em đâu có ăn mấy cái đồ no trước, em ăn mấy cái đồ từ từ trước xong rồi em. Cho nên bánh nữa, em lấy em đâu ăn đâu, để không. Chút ăn sao. Con này nó chết rồi. Trời, ảnh ăn cơm. Không phải đâu, khoai tây á. Khoai tây nghiền, nãy ăn cơm rồi, nãy ăn cơm rồi. Món ăn nuôi Mỹ nè mọi người. Nuôi. Rồi thịt bò hả? Ờ cái này là thịt, thịt bò. Cái này là khoai tây nghiền. Khoai tây nghiền. Khoai tây nghiền là của người Mỹ họ thích ăn. Vui hồi nãy nói chuyện điện thoại bốn người. Vui mắc cười. chồng em nói có bốn người mà giống cái chợ quá. Nói trời ơi chắc chục bà chịu sao nổi chứ. Nhoi nhoi nha. Chiều nay em like em nói về cái vụ mà kho viết nè. Nó là cái loại thực phẩm cấm nhập khẩu. Tại vì ở Việt Nam mình đó muốn ăn không có. Không phải. Nó bị đi ra ngoài. Đi ra ngoài á cái nó giết mấy cái con khác. Nó giống như ốc bu vậy. Dạ. Rồi nó có hai cái can này nè. Nó bắt mấy cái loài sinh vật khác. Ví dụ như cá nhỏ rồi đó, nó ăn. Rồi nó cắn cây cối rồi nữa, cắn lúa rồi đó. Nó phá cho nên bây giờ là Việt Nam đang cấm nhập khẩu cái loại này. Ý là người ta không cho nhập đến Việt Nam đúng không? Không cho nhập. Tại vì nó phá cái thủy sản của Việt Nam mình. Giống như con cá mà, con cá lau kiếm gì biết không? Con nó bây giờ cũng đang phá cái nguồn thủy sản của Việt Nam mình đó. Nó làm cho mấy con cá khác chết. Không có nguồn thức ăn để ăn. Nó phá. Cho nên bây giờ cái loại này nó không có cho bán ở Việt Nam nữa. Chết là no quá rồi sao ta. Hả? No quá rồi. No quá rồi. Cứ lăn lên. Hả? Lăn cứ lăn ra. Đi lăn ra. Đi hít nổi lăn. Đi hai vòng xong rồi vòng vô ăn lại. Không. Công về phải tập thể dục cho nó giảm. Đúng rồi đó. Kêu bằng con mắt lớn hơn cái bụng á. Ăn một lần còn phải kiêng tới một tuần. Lâu rồi chị đâu có đi ăn này. Dạ. Này mau ngán. Ăn cái con này mau ngán quá các bạn. Mà nó có chút xíu. Có chút xíu à. Nó có cái phần đuôi mà. Cái này mua ký bởi vì lỗ chết luôn. Chị lấy toàn đồ ăn no không mà nói gì không ngán. Mà chị no à. Chuối rồi. Chúng nó ra lấy cherry ăn nữa là xong rồi đó. Dạ. Có kem nữa, có kem này. Dạ em có thấy. Có bánh mấy cây à.
bò. Dạ. Chị ăn cái đồ ngán đó à. Em còn một phần nữa đó. Ở đây nó tính dĩa hả? Không, nó tính dĩa vậy. Xong thấy ngày nó đi vòng vòng, nó đếm 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 đếm. Nó đâu có đếm, nó dẹp cho em á. Nó nói dẹp. Thì dạ, dính tùm lum. Kể chút bao lâu? Hồi mình đụng á. Dính tùm lum mình đụng, mình là người đụng. Giờ tới cái này. Cái này nè, dòm nãy em tưởng nó là măng. Cái lại gần nó là không phải măng, tàu lũa. Công nhận cái tiệm này nó xào vừa ăn. Đúng rồi, không có bị mặn đúng không? Đúng rồi. Còn có nhiều tiệm á các bạn, ăn nó thường đi. Nó sợ mình ăn nhiều nó làm có thịt mặn cho mình phải ăn. Còn không á thì nó làm cho thiệt là lạc. Giỡn mình ra cũng ngon lắm rồi. Cái này là gà. Gân gà. Đúng rồi. Gân gà. Cho cái này nó ăn. Tắt rồi không? Rồi tắt rồi. Ngon quá. Ngon quá hả? Ngon bụng lắm quá. Ủa sao không mấy bài khán giả là tắt máy rồi tắt máy nữa chừng. Còn một dòng nữa. Trái cây không? Hồi nãy em phải nói là máy bay hả? Đi lấy trái cây hả? Không phải, em tưởng là chuyện nghỉ luôn. Nghỉ luôn thì ngồi đây bay luôn. Chị lấy hả? Đó chứ. Chứ hả? Ừ. Ngon quá trời. Thôi bà ơi, bà ăn như thế á. Ăn sushi rồi. Chị ăn sushi cuối cùng á. Chị đó, chị tính đệ cuối cùng này nhưng mà bây giờ chị đã hết ăn nổi rồi. Tại chị ăn tò đường non không nè. Nãy giờ chị ăn hai cái đĩa đó, hai cái đĩa clam với lại... Đúng rồi. Cái đĩa đó rồi. Lên em đi ăn lấy vị rồi. Mình nhớ ăn nhiều. Cái đó. Em ăn câu đó nhiều quá, em bị no. Màu no. Màu no. Nấm này bên đây là nấm Mỹ nè các bạn. Đó. Ở bên đây không có nấm nấm gơm. Cái đó nó cũng giống nấm gơm vậy, giống không? Không giống, không giống. Nấm gơm nó dài hơn hả? Nấm gơm dài hơn mà ngọt hơn rất nhiều. Cà miếng tường. Nãy giờ đổ vô đây. Ở đây quậy cái wasabi lên. Rồi bây giờ mình lại ăn tới sushi. Cay. Cay quá các bạn ơi. Chịu không nổi luôn. Bọn này gì? Con biển hả? Con biển. Tiếp nè mọi người. Muốn khóc rồi. Chấm hoài sao bị quá. Cay quá. Cá không? Cá hồi. Không, anh chỉ đắt. Khi mà các bạn ăn cái này nó dai 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 dai. Khi ăn cá cái gì nè, nó vị dai dai. Nó ngọt thì nó không có ngọt, mà nó có vị hơi lạc lạc lạ lạ. Em lấy sushi. Cái phần này là đắp lên cái miếng cơm các bạn. Mà giờ em lấy cái miếng này thôi. Em bỏ miếng cơm lại. Sợ mập. Đây. Ăn khôn ghê. Nè mọi người. Miếng cơm mà mọi người.
Hả? Em lấy miếng cá rồi, miếng cơm dùng. Còn chị ăn cái này phải ăn hết. Không ăn hết nổi mọi người ơi, không ăn hết nổi. Đổ mứa rồi. Nhiều quá, sushi nè. Ừ. 30 miếng sushi luôn. Cái này là phải bóc rồi mới ngon nha. Cái này phải là đũa. Mà mình không có đũa giờ mình bóc. Đau quá. Nhúng vô, nhúng vô. Nè. Trứng cá. Trứng cá các bạn. Trứng này trứng cá thu rồi đúng không chị? Ờ, chị không biết là cá thu hay cá hồi. Hồi. Không có làm. Giờ quả sẽ bị hết rồi. Phải dát các bạn này. Ôi, gớt, gớt, gớt. Rồi vô nhặt ổng. Ổng coi trực tiếp ổng cười còn họ cần coi. Cài quá. Đây còn miếng nữa. Còn miếng nữa bạn. Cá hồi nãy là màu trắng. Ở này màu nãy có trứng cá trên đây, còn này không có. Mà trong đây nó có một miếng con biển. Cái này là không phải là cơm mà là nếp đó chị. Ờ đúng rồi, nếp. Thì cái cơm, cái gạo quả sushi nó dẻo dẻo. Cũng đâu dẻo lắm đâu. Cái cơm đâu dẻo lắm đâu. Chế phần là có cái trứng cá ngon. Còn cái phần này không ngon. Phần có con biển không à? Ăn nó thôi thôi. Nó hôi mùi con biển. Em ăn cũng giỏi á. Giỏi không? Giỏi. Ở Việt Nam em ăn cá tô. Anh về đi. Lấy mực để nó coi. Mực nè, không, nó ngán. Nó ngán thì đó. Tại vì ăn cái này á, làm nó muốn làm cho chị mau ợ hơi á. Cho nên hồi nãy em thấy em đâu dám ăn. Không dám, không dám lấy. Giờ em còn hai con hai miếng. Được đó, nè ăn đi. Cá ở bên ăn hụt chứ. Ôi anh đang dùng cái này nè, khoai lang này ngon nè. Cái này là ăn ngon no lắm á. Khoai lang nó tốt, nó dưỡng trường á. Biết nhưng mà nó ngon no, nó đầy hơi. Cái này nãy em lấy nhiều rồi. Nè em lấy tới 4-5 miếng rồi. Lần trước á, em lần đầu tiên đi ăn buffet á. Thích ăn đâu hả? Em lấy mọi thứ, em lấy nhiều lắm nha. Lấy giống như chị chắc một phần khoảng như đây vậy nè. Lấy được 3 món hết, hết ăn được. Lần này đi ăn không lấy nhiều mọi thứ, món ăn thử cho biết. Có cái này là em thích nè, cho nên em lấy nhiều. Ăn được hết luôn các bạn. Nào, giỏi không? Giỏi quá. Bé khỏe bé ngoan. Còn ba cái nấm ăn cho hết. Ăn hết xong đi lấy trái cây ha. Cherry. Mà ăn cái này trong ngán quá. Nó ngọt quá. Ghét cái gimbal này nó vậy đó, nó kêu bằng gì, nó không có nghiêng được. Mực, cái này là mực nha mọi người. Mực, mực ống, mực cây, mực chiên bột. Không xả chị Hiền. Không nói chuyện gì chứ, không tính tình. Không sợ không. Anh sợ thâu vô video à. Đây, được rồi, thành công rồi. Trời. Cái con mực nó to quá, ăn mà đầy miệng. Cái mực chiên á hả? Hồi nãy em có thấy mực chiên mà em không có lấy. Trời, có lấy khoai lang nữa. Khoai lang nướng, cái đó khoai lang nướng. Nè, món ăn rất là dân dã Việt Nam nha mọi người. Đi qua bên tới Mỹ là mà vẫn thèm á, khoai lang. Khoai lang nướng nha các bạn. Cái này tốt cho sức khỏe mà.
À. Thích ăn này lắm ạ. Nhưng mà cái này chị biết thiếu gì không? Thiếu mỡ hành đó. Ép lại gì nè, cái xong cái chép mỡ hành lên. Ừ, ngon lắm. Sushi nha, em hiểu lý do tại sao mà tao thích vô quán mà tao ăn Corvid này rồi. Tại vì nó làm vừa tới chín ngọt. Ngọt các bạn, ngọt lắm. Ăn giống như con tôm vậy thôi, ăn giống như con tôm tôm gì? Tôm gì ta? Tôm bạc, tép bạc của mình. Cái gì thôi. Mọi người có đoán được cái này là gì không? Chuối. Chuối của người Mexico á mọi người. Chuối nướng. Nhưng mà nó ăn giống y như cái chuối tây của Việt Nam vậy, thích ăn không? Nó ngọt hơn chuối tây Việt Nam lắm. Nó giống như chuối mật đó mà người ta hay bán ở bến xe á chị Minh. Chuối mật hả? Ừ. Cái chuối mà người ta nấu sẵn người ta đã bán ở bến xe đó, người ta kêu chuối mật. À không phải, chuối ngào. Chuối ngào đường. Chuối ngào đường. No, cái chuối mà còn nguyên trái nha. Không biết. Trời ơi các bạn coi cái càng nè bạn, bự thì bự mà. Thịt có chút xíu à. Nó không có chắc thịt. Chuối này ăn kìm lắm. Cái này nó làm nó còn hậu cay cay. Dạ, nhạc lớn quá ta. Không đẹp cắt đi. Ờ. Cái nhạc mà em bỏ lên bắt đầu quên hết. Đúng rồi. Coi khúc nào mình lấy được lấy. Ủa? Có khúc đầu cái hồi nãy mình mới vô đâu. Phần tiền sự của em nó không có cái chế độ cắt nhạc, cắt tiếng mà em không cắt. Vô YouTube á là nó sẽ tắt cái nhạc và cái nhạc ra, nó còn chừa cái tiếng của mình. Nhưng có đó hả? Có. Mời các bạn cùng đi với Minh qua cái quầy tráng miệng nha mọi người. Đây. Trái cây. Thấy không? Đó, còn đây bánh khách. Hai các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đi ăn đồ tráng miệng nha mọi người. Và Minh sẽ kêu bà nào. Hi mọi người, bây giờ chúng ta tiếp tục tráng miệng và kết thúc cái buổi ăn ngày hôm nay nha. Chị nãy chị có lựa không? Em nãy em có lựa được hai trái rất là độc đáo nè. Trái hai trứng. Trái hai trứng nè các bạn. Đây nữa nè. Wow, ngọt lịm à. Ừ, ngọt. Cherry đầu mùa ngọt lắm. Có ngọt. Nó có hai loại. Anh kể cái này một cái này. Một cái loại á. Chút thôi. Một cái loại á là nó màu đỏ. Nó mới ngọt. Thôi được rồi, được rồi. Ừ, còn trái này không ngọt. Trái mà nó bị đỏ đỏ vậy nó không ngọt các bạn. Mà trái mà nó bầm như vậy nè, nó mới ngọt. Thì cũng có hai trứng thôi bộ. Có không hả? Ừ. Hai trứng của em bự hơn. Đây nó nè. Lựa hai trứng mà rồi lựa bự hơn mới chịu nha. Ý, bị cái này dập rồi. Dập đừng hả? Dập rồi. Mình nó vui á. Hai trứng. Chùi tay ăn luôn ha, các bạn nhìn giống không? Chứ tôi thấy giống vậy.